một giờ chơi giáo dục phát triển vận động dành cho trẻ mẫu giáo của trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Huế. Khuôn viên sân trường được tổ chức thành những góc chơi an toàn và lý thú cho trẻ. Rất nhiều trò chơi dành cho các bé với sự hướng dẫn và theo dõi sát sao của các cô giáo nhằm giúp bé vui chơi an toàn, chơi hết mình, khéo léo và không gặp nguy hiểm. Mỗi trò chơi có một đặc điểm khác nhau, phù hợp với tâm sinh lý và nhu cầu phát triển vận động của từng lứa tuổi. Chơi nhiều trò chơi, bé được hình thành và rèn luyện các kỹ năng vận động ở tất cả các bộ phận trên cơ thể, qua đó phát triển các tổ chức vận động sẵn có và cần có ở lứa tuổi mầm non. Chuyến đi vận động là một chuyến đi mà bản thân tôi rất là tâm đắc, vì chuyến đi này đã đáp ứng được quan điểm lấy giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm. Và vì sao nói như vậy? Vì theo bản thân tôi nhận thấy thì khi mà trẻ được hoạt động một cách tích cực thì trẻ được thoải mái và được trải nghiệm với môi trường xung quanh. Và bản thân tôi khi là một giáo viên thì tôi cũng đã luôn tích cực đổi mới phương pháp giáo dục cũng như là phương pháp tổ chức hoạt động ngoài trời. Như trước đây thì trẻ là chỉ ngồi một chỗ và chờ đợi đến lượt của mình lên vận động. Thì sau cái quá trình mà đổi mới thì tất cả trẻ đều được lên vận động và vận động một cách tích cực nhất. Và sau quá trình thực hiện thì bản thân tôi nhận thấy trẻ của lớp tôi là khỏe mạnh, mạnh dạn hơn và phát triển về thể chất. Thì từ đó khi mà trẻ khỏe thì trẻ sẽ lĩnh hội được tất cả những kỹ năng cũng như là kiến thức mà giáo viên truyền thụ một cách tốt nhất. Từ đó là trẻ được phát triển một cách toàn diện. Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ ở trường mầm non là một chuyên đề được Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đẩy mạnh cho bậc học mầm non những năm gần đây, nhằm giúp cơ thể trẻ phát triển các tổ chức nhanh, bền, dẻo dai, khéo léo, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em trong giai đoạn hiện nay. Có thể lực tốt cũng là cơ sở để trẻ phát triển trí tuệ một cách mạnh khỏe và toàn diện hơn. Để thực hiện chuyên đề, vấn đề đặt ra là phải xây dựng được một môi trường giáo dục phát triển vận động an toàn, hợp lý và hiệu quả, bao gồm các nội dung giáo dục phù hợp cho từng lứa tuổi. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động này bao gồm sân chơi và các thiết bị, đồ chơi trong nhà và ngoài trời. Xác định được cái mục tiêu và tầm quan trọng của cái chuyên đề giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non là phát triển về cái năng lực thể chất cho trẻ, và ngoài ra thì cũng rèn luyện cho trẻ thêm một số tổ chức, ví dụ như cái ý thức tổ chức, kỷ luật trong quá trình tham gia các hoạt động, hoặc là tính dẻo dai, tính bền bỉ, tính nhanh nhẹn, vân vân. Thì chúng ta thấy đó là một trong những cái nội dung hết sức là quan trọng đối với cái việc thực hiện nhiều chương trình của mầm non. Và ngoài cái việc đó thì chúng ta cũng xác định được một cái yếu tố quan trọng là xây dựng cái môi trường giáo dục phát triển vận động ở trong trường mầm non là một cái nền tảng để chúng ta thực hiện tốt cái chuyên đề giáo dục phát triển mầm non. Thì dưới sự chỉ đạo của sở thì chúng tôi đã chỉ đạo tất cả 100% các trường mầm non trên địa bàn của thành phố Huế là cùng thực hiện tốt cái chuyên đề này, và cũng qua 2 năm chúng tôi cũng thu gặt được một kết quả trong quá trình chúng tôi đã tổ chức được các cái chuyên đề và cũng các cái hội thi của các cấp cơ sở của các trường. Nhìn chung thì qua các cái hoạt động này thì các trường đã chú ý tích hợp lồng ghép vào trong các cái hoạt động giáo dục và giúp cho trẻ được phát triển một cách toàn diện hơn. Chính vì thế mà trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là tham mưu với lãnh đạo chính quyền các cấp là ra soát và tăng cường hoàn thiện về cái cơ sở vật chất, các cái điều kiện để thực hiện tốt cái chuyên đề giáo dục phát triển vận động, và cũng là cái mục đích để chúng ta thực hiện tốt cái chương trình giáo dục mầm non hiện nay. Nếu như ở độ tuổi nhà trẻ, nội dung giáo dục phát triển vận động là tập các động tác cơ bản để phát triển nhóm cơ và hô hấp, phát triển tổ chức vận động ban đầu và các cử động khéo léo đôi bàn tay, ngón tay đơn giản, thì với lứa tuổi mẫu giáo, nội dung được nâng cao hơn với các kỹ năng vận động đòi hỏi mạnh hơn, nhanh hơn, bền hơn, khéo léo hơn. Biết vận động phối hợp nhịp nhàng các cử động giữa tay, chân và mắt, vân vân. Để thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động của trẻ ở trường mầm non, những năm gần đây, với sự tham mưu của Phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền thành phố cũng như Ủy ban Nhân dân các phường xã đã có nhiều đầu tư để xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở vật chất trường học phục vụ cho mục tiêu giáo dục chung, trong đó có giáo dục phát triển vận động.
ngành giáo dục thành phố cũng đã tổ chức nhiều đợt tập huấn về nội dung chuyên đề này cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường mầm non. 4 trường mầm non Hoa Mai, mầm non 1, mầm non Hương Sơ và Trường An là 4 đơn vị triển khai điểm. Để tạo cái sân chơi cho trẻ thì trường mầm non Hương Sơ rất là chú trọng cái phát triển cái môi trường bên ngoài nhóm lớp của nhà trường, chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cũng như là tạo mọi điều kiện để cho trẻ được hoạt động trong cả tất cả các hoạt động cho trẻ. Về thu hút với phụ huynh, thực tế ở trường mầm non Hương Sơ là một trường vùng ven thành phố, phụ huynh thì đa phần là làm lao động và dân định cư vàng đo. Thì ở đây định cư vàng đo thì chỉ bỏ hẹp trong một từng cái chung cư, thành ra cái phát triển vận động của cho trẻ thì rất là hạn chế. Chính vì vậy nhà trường rất là chú trọng tạo cái môi trường phát triển vận động cho trẻ trong toàn bộ cảnh quan của sân trường, từ sân trường phía trước cũng lẫn sân trường phía sau, và phối kết hợp với phụ huynh trong việc phụ huynh tạo thêm điều kiện cho trẻ được phát triển vận động mọi lúc mọi nơi ở nhà, cả vận động thô và vận động tinh. Một điều dễ nhận thấy một cách rõ ràng là việc thực hiện tăng cường giáo dục phát triển vận động đã đem đến cho các cháu nhiều cơ hội để phát triển thể chất một cách toàn diện hơn. Hệ thống sân chơi bài tập đẹp hơn, an toàn hơn. Thiết bị đồ chơi phong phú, đa dạng, trong đó nhiều thiết bị đồ chơi do chỉnh các cô giáo từ làm, từ thiết kế, từ những đồ phế phẩm thân thiện với môi trường, đã tạo ra nhiều không gian vận động đẹp, thân thiện, kích thích mọi giác quan cũng như nhu cầu vận động của các cháu. Nếu như trước đây, chương trình giáo dục phát triển vận động cho trẻ tuy đã có, song rất đơn điệu, ít kích thích trẻ chạy nhảy, vui chơi, tham gia vào các hoạt động thể dục thể chất, thì nay với nhiều bài tập, nhiều hoạt động vui chơi mới, sôi nổi, hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi đã khiến hầu hết các cháu đều tích cực và hưởng thụ tham gia. Vận động không chỉ giúp trẻ phát triển về thể lực mà còn rèn luyện cho các cháu khả năng tri giác chính xác về không gian thời gian, kỹ năng định hướng trong không gian, sự linh hoạt, thảo vác, quyết tâm, sức chịu đựng, sự phối hợp, tinh thần đồng đội. Đó cũng là những kỹ năng sống rất cần thiết, cần được trang bị cho các cháu từ nhỏ. Bạn Thư có thích các trò chơi vận động không? Vì sao? Tại vì vận động cho con khỏe, con thích. Con thích nhất là trò chơi nào? Dạ thương của con thích bơi. Dạ con thích bơi vì bơi làm cho con khỏe, sảng khoái, ăn cơm ngon. Hôm nay có cháu đang ngoài sân lận rất nhiều trò chơi. Cháu có nhiều trò chơi như thế nào? Con chùa, sách đu, chiên bằng và trò chơi nhảy dây. Bạn muốn thích chơi trò chơi nào nhất? Chiên bóng. Sao? Con thể chiên bóng khỏe người hơn. Phát triển thể chất đối với trẻ mầm non là một cái hoạt động làm thỏa mãn nhu cầu vận động của trẻ. Vì thế chúng tôi luôn chú trọng với ngoài điều kiện để tạo cho trẻ khi tham gia hoạt động được mạnh dạn tự tin, và qua đó để giúp cho trẻ phát triển cái kỹ năng sống của trẻ. Và qua các đợt tập huấn thì chúng tôi cũng đã đầu tư mua sắm những cái trang thiết bị. Ngoài ra chúng tôi cũng luôn tận dụng những cái nguyên vật liệu sẵn có để mà làm nhiều đồ chơi, tạo nhiều trò chơi để giúp cho trẻ tham gia một cách hứng thú, một cách tự tin, và qua đó để giúp cho trẻ phát triển về cái thể chất cũng như sức khỏe của trẻ. Và chúng tôi luôn đảm bảo những cái đồ chơi cho các cháu tham gia là được đảm bảo an toàn. Điều đáng nói là chương trình giáo dục phát triển vận động được triển khai tốt đã góp phần giúp cho các trường mầm non nói riêng và ngành giáo dục thành phố Huế nói chung giảm tỷ lệ cháu suy dinh dưỡng thấp còi và giảm cả tỷ lệ cháu thừa cân béo phì. Chương trình giáo dục phát triển vận động ở trường mầm non cũng nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. Điển hình là ở nhiều trường có điều kiện, phụ huynh đã tích cực tham gia công tác xã hội hóa giáo dục, đóng góp để xây dựng những khu vui chơi hiện đại, liên hoàn dành cho các cháu. Phát triển hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường để phục vụ nhu cầu giáo dục thể chất, tăng cường các hoạt động vận động lành mạnh và bổ ích cho trẻ ở trường.
Hiện nay trên địa bàn của thành phố chúng tôi cũng có nhiều loại hình vừa là công lập vừa tư thục. Do vậy chúng tôi đã đổi mới về cái sinh hoạt cụm chuyên môn. Thì trong cụm chuyên môn chúng tôi đã chia thành 4 cụm, và trong cụm mỗi cụm như thế thì có cả trường công lập và tư thục, cũng có trường mạnh và cũng có những trường chưa được mạnh, để cùng nhau tất cả cán bộ quản lý cũng như giáo viên cùng học tập, chia sẻ, dự giờ trao đổi tất cả các cái hoạt động, và đặc biệt là trong cái công tác mà cái chuyên đề thực hiện giáo dục phát triển vận động cho trẻ ở địa bàn của thành phố chúng tôi. Giáo dục phát triển vận động là một nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục mầm non mới. Việc thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ ở trường mầm non trong những năm học qua và cả những năm tiếp theo sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ, góp phần giáo dục toàn diện, đức, trí, thể, mỹ cho học sinh ngay từ bậc học đầu tiên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Tại Thừa Thiên Huế, ngành giáo dục thành phố Huế là đơn vị thực hiện khá tốt chuyên đề này trong thời gian qua.